Xạ thủ là một vị trí mà rất khó để có thể hoạt động độc lập. Ở thời điểm giữa trận thì nhiệm vụ đẩy đường cánh sẽ thuộc về dừng với top. Còn đối với các vị tướng có vai trò gây sát thương như pháp sư hay xạ thủ thì theo cá nhân tôi sẽ tiếp nhận thông tin nhiều hơn là cho đi thông tin. Bảng ngọc có những trang bị dành cho Hayate mình sẽ để ở đây. Anh em cứ dừng video lại để xem kỹ hơn nha. Cụm từ AD support nó luôn gắn liền với nhau từ trước đến giờ rồi. Nhưng bây giờ thì cũng giống như đường tà thần, thì gần như ở đầu trận hai AD này cũng solo với nhau như hai ông đấu sĩ thôi. Chất tướng nào mạnh hơn hay là xử lý kỹ năng như thế nào để thắng được là tùy anh em. Tôi trải qua giai đoạn đầu trận khá là ổn khi mà không cần nhờ đến xạ thủ, thì Veles đã có một tình huống quát kim và đương nhiên là bạn ấy cũng muốn lấy thêm điểm cuối cùng để lấy mega kim. Phải cả cướp gì đấy. Ngưỡng sức mạnh của Hayate sẽ đến khi mà vị tướng này sở hữu từ 2 đến 3 món trang bị, nhưng là những món trang bị tăng tốc đánh nên có thể lên trước những món đồ nhỏ cộng thẳng tốc đánh, ví dụ như phi tiêu và song đao. Chắc là anh em ai cũng hiểu là độ tại của Hayate sẽ chia thành 3 giai đoạn: 50%, 100% và 150%. Ở mỗi cái ngưỡng như này thì lượng phi tiêu của Hayate sẽ ném ra được nhiều hơn. Chất tướng xạ thủ này thì cũng khá là cơ động nên là với các game đấu đối thủ sở hữu nhiều chất tướng đấu sĩ hoặc là đỡ đòn thì nên sử dụng vị tướng này nhá. Còn nếu như nhiều sát thủ hoặc sở hữu các vị tướng cấu rỉa khó chịu thì lựa chọn một con xạ thủ khác sẽ hợp lý hơn. Tình huống này thì mình được Natalia hỏi thăm từ khá sớm, trong khi đó thì hướng di chuyển của thằng Ignis lại xuống dưới, mà thế lính của Ryoma thì lại không hề thuận lợi cho một pha ganh. Lúc này đây thì lượng máu của trợ thủ bên mình không còn nhiều nữa, bạn ấy bị Nacrot dứt điểm mà không có cách nào để chạy được. Nacrot kích hoạt chiêu cuối để lấy 20% miễn thương nhưng lại đứng bất động để mình có thể ghim dễ dàng được chuỗi phi tiêu. Đương nhiên là bão phi tiêu được bồi ngay sau đó. Pha này anh em để ý trên bản đồ nhỏ thì Violet đang ở đường giữa, chắc chắn là bạn ấy cũng biết được rằng quay lính này mình sẽ đẩy vào trụ, là cũng muốn kịp thời quay trở lại để phòng thủ cái trụ này. Nhưng để mà nói chất tướng Hayate lấy trụ hơi kém nên tôi sẽ tìm một mục tiêu khác dễ dàng hơn, đánh thường 1-2 hit để lấy điểm nội tại. Sau đó thì sẽ là chiêu cuối và kích hoạt chiêu 1 solo kill và kèm thêm một cái trụ nữa nha. Thực tế là có khá nhiều anh em bị mất phương hướng khi mà đã lấy thành công trụ 1 tại khu vực đường của mình. Xạ thủ thì có thể đảo ở đường giữa để gây sức ép lên công trình quan trọng nhất của đối phương, nhưng cũng có một vài ý kiến cho rằng là sau khi lấy được trụ ở đường rồng, AD sẽ được di chuyển xuống đường tà thần để lấy nốt trụ cánh còn lại. Cá nhân tôi thấy cái điều này cũng khá là hợp lý nhưng chưa đủ thuyết phục ở con game liên quân này. Với thời gian trung bình ở một ván đấu là tầm khoảng 15 phút đổ lại thì cơ chế game sẽ diễn biến trận đấu vô cùng nhanh. Team nào càng sớm kiểm soát ở đường giữa thì đương nhiên rồi, mục tiêu lớn sẽ được kiểm soát vô cùng dễ dàng. Vậy top rừng sẽ làm gì khi mà AD mid sụp đảo vào đường giữa? Top rừng ở giai đoạn này sẽ có nhiệm vụ là duy trì lính đẩy đều ở hai cánh, tuy nhiên là đừng đẩy quá cao nếu như chưa có tầm nhìn của kẻ địch. Và mặc dù đang nằm giữ khá nhiều lợi thế nhưng Hayate lại là một con tướng đẩy trụ cực kỳ yếu, tầm bắn thì lại ngắn mà không có chiêu thức gây sát thương trực tiếp lên trụ, nên dễ hiểu hơn mọi người cần một pha giao tranh quyết định để có thể lấy thành công được game đấu. Chưa kể đến việc Hayate là một con xạ thủ có độ khó cực kỳ cao, làm sao để cân bằng những đòn đánh thường và chưa một để đạt hiệu quả cao, thời điểm sử dụng chiêu cuối vào lúc nào nữa cũng đã là đặt tính thắng thua một pha giao tranh rất là nhiều rồi. Tôi cũng đang theo dõi khá nhiều các giải đấu của liên quân và cũng thấy rằng ngay cả các đội mạnh nhất cũng ưu tiên lựa chọn cho mình các vị tướng xạ thủ hoặc đấu sĩ cực kỳ mạnh trong khoảng solo 1v1 để nắm được nhiều lợi thế hơn trong giai đoạn đi đường. Ý kiến anh em như thế nào hãy để lại dưới phần bình luận nha. Cũng như đó thì anh em muốn tôi làm với các vị tướng nào. Sở trường của tôi là mid AD sụp thì cứ bình luận ở dưới nha, tôi sẽ đọc và trả lời hết cho anh em. Nếu thấy hay thì nhớ bấm like và subscribe kênh Hago nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye anh em.